Cô chào các em. Tiết học hôm nay cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp cho xong cái bài Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi các em nhá. Bài thơ Cảnh ngày hè có 8 câu. Chúng ta đã tìm hiểu xong 4 câu ở tiết 1 đấy. Câu 1 của bài thơ là nói về cái hoàn cảnh nhàn rỗi bất đắc dĩ của Nguyễn Trãi lúc bấy giờ. Đó là lúc mà ông cáo quan lui về ở ẩn tại Côn Sơn. Ở đó thì ông đã có những cái ngày hè ngắm cảnh thiên nhiên, tận hưởng cái vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống. Câu 2, 3, 4, chúng ta đã thấy một cái bức tranh thiên nhiên mùa hè đầy rực rỡ, tươi đẹp, tràn đầy sức sống với những cái hình ảnh, màu sắc, trạng thái nổi bật của cảnh vật. Thông qua cái vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên đó, chúng ta cũng đã cảm nhận được cái tình yêu thiên nhiên thiết tha của nhà thơ và phần nào bộc lộ cái tâm trạng của ông. Thì tiết học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu vẻ đẹp của bức tranh cuộc sống ở hai câu tiếp theo là câu 5 và câu 6 của bài thơ. Đó là hai câu: Lao sao chữ cá làng ngư phủ, gắng giỏi cầm ve lầu tịch dương. Thì nếu như ở những cái câu thơ miêu tả vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên, tác giả tập trung miêu tả hình ảnh, màu sắc và trạng thái của sự vật, thì câu 5 và câu 6 tác giả này tập trung miêu tả cái âm thanh của cuộc sống. Cho nên ở đây các em đặc biệt chú ý đến những cái cụm từ miêu tả âm thanh. Trước hết là câu 5, chú ý cụm từ lao sao chữ cá. Cái âm thanh lao sao, ha, từ lấy lao sao. Đó là cụm từ diễn tả cái âm thanh từ xa vọng lại. Đây là một cái âm thanh đặc trưng của làng chài. Nó miêu tả cái cuộc sống sinh hoạt đời thường. Rồi thứ hai là âm thanh giáng giỏi cầm ve. Đấy là cụm từ diễn tả cái tiếng ve kêu inh ỏi như tiếng đàn. Ở cái phần chú thích cô đã hướng dẫn các em đọc những cái từ khó rồi, hiểu nghĩa của những từ khó. Thì giáng giỏi là một cái từ cổ, có nghĩa là inh ỏi. Cầm là đàn hay cầm ve, là ve kêu như tiếng đàn. Cụm từ giáng giỏi cầm ve diễn tả cái âm thanh của tiếng ve kêu inh ỏi như tiếng đàn. Đây cũng là âm thanh đặc trưng của mùa hè. Cứ mùa hè đến, ve kêu râm ran inh ỏi khắp cả không gian. Điều này nếu bạn nào mà đã từng sống ở miền Bắc và miền Trung ấy, các em sẽ cảm nhận rất rõ. Mùa hè ve kêu inh ỏi khắp cả không gian trời. Thì như vậy là tiếng ve kêu là một cái âm thanh cũng đặc trưng của cuộc sống mùa hè, thiên nhiên mùa hè. Thì như vậy là ở đây có một cái sự chuyển đổi cảm xúc trong cái cách lắng nghe những cái âm thanh của cuộc sống của nhà thơ. Giờ đây những cái âm thanh lại được cảm nhận từ xa đến gần, từ lao sao đến giáng giỏi. Thiên nhiên ở đây không hề tĩnh lặng u trầm trong cái thời điểm chiều buông. Lầu tịch dương, tịch dương là mặt trời, lúc mặt trời lặn các em nhá. Cho nên thiên nhiên cuộc sống được cảm nhận vào cái thời điểm chiều buông. Ấy thế nhưng mà bức tranh thiên nhiên cuộc sống lại rất sôi động và gần gũi với cái tấm lòng thiết tha yêu sự sống của nhà thơ. Tiếng lao sao của chữ cá từ xa vọng lại. Vì các em chú ý là lúc này Nguyễn Trãi đang ở ẩn ở trên núi ấy. Thế mà ông lại cảm nhận được tiếng lao sao của chữ cá từ xa vọng lại. Âm thanh đặc trưng của làng chài và cũng là dấu hiệu sự sống của con người. Âm thanh đó gợi rõ một cái cuộc sống thanh bình của những người dân chài. Cảnh mua bán tấp nập mà không quá ồn ào để khuấy động cái không gian hưởng nhàn của nhà thơ. Dường như Nguyễn Trãi đã chủ động hướng lòng mình về với chữ cá, về với làng ngư phủ để thấy bản thân không cách xa với đời thường. Âm thanh vang vọng của cuộc sống ấy tạo thành mối dây liên hệ giữa nhà thơ với nhân dân. Thì có thể thấy một cái sự tinh tế và tấm lòng luôn hướng đến con người của hồn thơ ức trai. Và xen lẫn với cái tiếng lao sao, tiếng cười nói của con người
buôn bán ở làng chài là cái tiếng ve kêu râm ran như tiếng đàn. Những âm thanh được gợi tả thật rộn rã, tươi vui. Cấu trúc đăng đối đã tạo nên một cái sự hòa điệu giữa con người với thiên nhiên trong một cái sự cân xứng. Đó là làng Ngư Phủ và bóng Tịch Dương. Hai hình ảnh mang đậm sắc thái trang trọng cổ điển. Ở đây các em cũng chú ý đến cái nghệ thuật đảo ngữ và các cái từ lấy. Nghệ thuật đảo ngữ đưa cái từ tượng thanh lao sao đặt trước hình ảnh chữ cá, làm nổi bật cái không khí nhộn nhịp của làng Ngư Phủ. Theo cách diễn đạt thông thường thì phải là cái cụm từ chợ cá lao sao, hay chợ cá là danh từ đứng trước, lao sao đứng sau. Nhưng mà tác giả đã đảo cái từ tượng thanh lao sao lên trước từ chợ cá, cũng từ chợ cá, làm nổi bật cái không khí nhộn nhịp của làng chài. Và đây các em cũng chú ý đến cái hình ảnh chợ xuất hiện. Chợ là cái hình ảnh quen thuộc của sự thái bình trong tâm thức của người Việt chúng ta. Chợ đông vui thì nước thái bình thịnh trị, dân giàu đủ ấm no. Chợ tan rã thì dễ gợi cái hình ảnh đất nước có biến, có loạn, có giặc giã, chiến tranh. Lại thêm cái tiếng ve rắn giỏi kêu râm ran lúc chiều tà, gợi lên một cái cuộc sống nơi thôn dã. Ở đây Nguyễn Trãi đã mở rộng tâm hồn của mình, huy động nhiều giác quan và cả cái sự liên tưởng để cảm nhận, diễn tả những cái vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên và bức tranh cuộc sống ngày hè một cách chân thực, hết sức sinh động, tươi vui, vừa dân dã, giản dị, lại cũng vừa rất gợi cảm. Thì tóm lại, những cái cụm từ diễn tả âm thanh đã cho thấy một cái bức tranh cuộc sống thanh bình của đời sống con người mà Nguyễn Trãi đã tinh tế cảm nhận. Em xem hình ảnh một cái bức tranh miêu tả cái hình ảnh tiếng lao sao của phiên chợ cá ở làng chài lưới. Hình ảnh của lầu Tịch Dương là tiếng ve inh ỏi như tiếng đàn bên ngôi lầu lúc mặt trời sắp lặn. Ở hai câu 5 và 6 thì các em chú ý cái thời gian mà tác giả nhắc đến, đó là Tịch Dương, tức là mặt trời sắp lặn. Thời gian mà tác giả ngắm cảnh ở đây là lúc mặt trời sắp lặn, tức là vào chiều muộn ngày tàn. Thì thường sau một ngày dài, đây là cái khoảng thời gian con người dễ cảm thấy mệt mỏi, sự vật thì dần đi vào tàn lụi. Vậy mà trên cái nền cảnh của ánh chiều tà ấy lại là những cái sắc màu rực rỡ của cảnh vật, là những âm thanh vui vẻ rộn rã. Cái nghệ thuật tương phản đã tạo nên một cái cảm hứng hết sức mới mẻ trong thơ của Nguyễn Trãi. Và cái ấn tượng ám ảnh nhà thơ không phải là ánh Tịch Dương ảm đạm, mà lại là cái âm thanh rắng rỏi cầm ve. Những âm thanh lao sao ấy hòa vào tiếng ve kêu rắng rỏi, làm nổi lên trong cái buổi chiều tà, báo hiệu chấm dứt một cái ngày hè nơi thôn dã. Tiếng ve lúc chiều tà thường gợi buồn, nhưng với nhà thơ lúc này nó trở thành tiếng đàn rộn rã, khiến cho tâm trạng nhà thơ cũng náo nức hẳn lên. Như vậy là đặc biệt chú ý đến hai cái từ láy lao sao, rắng rỏi. Việc sử dụng những cái từ láy này đã cho thấy một cái cảnh vật yên vui thanh bình nhưng lại tràn đầy sự sống. Có thể nói phải là một người thiết tha yêu cuộc sống, gắn bó với cuộc sống như Nguyễn Trãi thì mới có thể cảm nhận được những âm thanh đời thường như vậy. Tóm lại, qua câu 5 và câu 6, chúng ta thấy ở Nguyễn Trãi một cái cuộc sống giản dị mà thanh cao, không chỉ chan hòa với thiên nhiên mà còn gắn bó với con người. Bây giờ chúng ta tiểu kết lại ý thơ từ câu 1 đến câu 6 và cả những cái nghệ thuật đặc sắc của 6 cái câu thơ đầu tiên. Ở 6 câu đầu, đặc biệt là 5 câu tả vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên cuộc sống,
Thì chúng ta thấy nhà thơ đón nhận cảnh vật ngày hè với nhiều giác quan: thị giác, thính giác, khứu giác và cả sự liên tưởng. Bài thơ có cách ngắt nhịp khá mới mẻ, gây sự chú ý cho người đọc. Với các cái động từ mạnh kết hợp tính từ chỉ màu sắc tươi tắn, rực rỡ, góp phần diễn tả một bức tranh thiên nhiên mùa hè tràn đầy sức sống. Và mặc dù tác giả đón nhận cảnh ngày hè trong một chiều tà, là khoảng thời gian sắp kết thúc của một ngày, nhưng cảnh vật vẫn chứa đựng sự sống, sự sôi động, ứa căng, đang tràn đầy, không kìm lại được. Chỉ với 5 câu thơ, cảnh vật ngày hè được miêu tả với đường nét, màu sắc, âm thanh rất đặc trưng, gợi tả, sinh động và tràn đầy sức sống. Qua đó ta thấy được cái vẻ đẹp thanh bình của bức tranh đời sống con người. Đồng thời cho thấy được cái sự giao cảm mạnh mẽ nhưng tinh tế của nhà thơ đối với cảnh vật. Đó là 6 câu thơ đầu. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái nội dung tiếp theo. Tìm hiểu cái vẻ đẹp tâm hồn của Nguyễn Trãi, đặc biệt được thể hiện ở 2 câu cuối. Đó là tấm lòng ưu ái với dân, với nước. Cỏ cây hoa lá và con người ở những cái câu thơ xuất hiện ở những câu thơ trước, tràn đầy sức sống đã khơi dậy trong lòng nhà thơ một cái cảm xúc nhẹ nhàng, sâu lắng và những suy nghĩ chân thành, tâm huyết nhất. Đó là tình yêu cuộc sống, yêu con người và trách nhiệm đối với dân với nước. Nguyễn Trãi luôn tâm niệm lấy dân làm gốc, cho nên trước thiên nhiên tươi xanh, trước những con người cần cù lam lũ, lòng ông lại dấy lên một cái khát vọng mãnh liệt. Dễ có ngu cầm đàn một tiếng, dân giàu đủ khắp đòi phương. Thì cái ước mơ của Nguyễn Trãi được thể hiện như thế nào? Đó là niềm mơ ước gì? Em chú ý đến cái điển tích ngu cầm, hay chú ý đến những cái từ ngữ dễ là một cái từ cổ, dễ có là nghĩa lẽ ra nên có, cầm là đàn, ngu cầm là đàn của vua Ngô Thuấn. Rồi từ đòi ha, đòi phương tức là nhiều phương. Thì các em chú ý cái điển tích ngu cầm kể về một cái câu chuyện, một cái giai thoại của Trung Quốc, kể về hai triều vua Đường Nghiêu và vua Ngu Thuấn, là hai triều đại lý tưởng, xã hội thanh bình, nhân dân hạnh phúc. Riêng vua Ngu Thuấn có khúc hát Nam Phong, trong đó có câu: gió Nam Thuận thì có thể làm cho dân ta thêm nhiều của. Như vậy cái điển tích ngu cầm là chỉ đàn của vua Ngu Thuấn, và ý của cả câu dễ có ngu cầm đàn một tiếng nghĩa là hãy để cho ta có đàn của vua Thuấn để làm, để đàn một khúc Nam Phong. Khúc Nam Phong là khúc hát của vua Ngu Thuấn. Như vậy là câu 7 thể hiện cái ước muốn của nhà thơ, đó là có cây đàn của vua Thuấn gảy khúc Nam Phong, cầu mưa thuận gió hòa để mọi người được ấm no hạnh phúc. Đây là một cái niềm khát khao cao đẹp của Nguyễn Trãi. Nó thể hiện một cái niềm mong ước rất là giản dị, thanh cao, rất chân thành, mộc mạc của Nguyễn Trãi. Giữa cái thiên nhiên tuyệt đẹp, Nguyễn Trãi không hề mong muốn hưởng thụ thú nhàn tản cho riêng mình. Vì ông không phải là con người chỉ chăm chăm giữ lấy cái sự trong sạch cho riêng mình theo triết lý của nhà nho xưa, mà ở sâu thẳm tâm hồn của ông vẫn là nỗi niềm ưu quốc, ái dân, là khát khao hành động của một con người trọn đời vì lợi ích của nhân dân. Nguyễn Trãi vượt lên trên tất cả. Ông luôn có cái tấm lòng lo cho dân, cho nước của một trái tim cao cả. Với ông thì dân giàu, nước mạnh chính là mục đích, là lẽ sống suốt đời của người anh hùng Nguyễn Trãi. Việc lấy vua Nghiêu, vua Thuấn làm gương báu răn mình. Tác giả đã bộc lộ được cái chí hướng cao cả, đó là luôn khát khao đem lại cái tài trí để thực hành cái tư tưởng nhân nghĩa, yêu nước, thương dân.
Đây là hình ảnh thể hiện cái niềm mơ ước của Nguyễn Trãi. Ước có cái đàn của Vũ Thuấn để đàn lên một tiếng, cầu cho dân chúng khắp nơi đều được giàu có no đủ. Chúng ta thấy cái câu kết của bài thơ chỉ có 6 câu. À, cô xin lỗi, chỉ có 6 chữ. 6 chữ rất là ngắn gọn, thể hiện cái sự dồn nén cảm xúc của cả bài. Và điểm kết tụ của cả bài thơ không phải ở thiên nhiên tạo vật mà là ở con người. Tác giả yêu thiết tha nhân dân đất nước, mang trong mình khát vọng về cuộc sống thái bình, thịnh vượng, no ấm, hạnh phúc cho nhân dân, cho tất cả mọi người ở mọi nơi. Những mơ ước ấy chứng tỏ Nguyễn Trãi là nhà thơ vĩ đại, có một cái tấm lòng nhân đạo cao cả. Ông luôn nghĩ đến cuộc sống của nhân dân, chăm lo đến cuộc sống của họ. Thật là cảm động biết bao trước cái tấm lòng của Nguyễn Trãi, một tấm lòng vì nước, vì dân, canh cánh mãi bên lòng ông, theo đuổi ông trong mọi hoàn cảnh, mọi nơi, mọi lúc. Niềm mong ước đem lại cho dân cuộc sống giàu đủ, mong mỏi nhân dân khắp nơi không một tiếng hờn giận oán sầu, chính là minh chứng cho nhân cách trong sáng tuyệt vời của Nguyễn Trãi. Đọc hết bài thơ, ta không thể nghi ngờ mà khẳng định rằng Nguyễn Trãi không chỉ là một nghệ sĩ tài hoa, ông còn là một nhân cách lớn của một người suốt đời vì dân, vì nước. Tranh minh họa hình ảnh của Nguyễn Trãi với những câu thơ nổi tiếng của tác giả. Vui một tấc lòng ưu ái cũ, đêm ngày cuồn cuộn nước Triều Đông. Câu thơ trong bài Thật Hứng, trong cái mục Thật Hứng với bài 2, bài số 2. Hoặc là những câu thơ trong bài Tùng, hổ phách phục linh nhìn mới biết, dành còn để nợ dân này. Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, một câu thơ rất ý nghĩa trong Đại cáo Hình Ngô của Nguyễn Trãi. Bây giờ em qua cái việc phân tích cả bài thơ 8 câu trong bài Cảnh ngày hè, thì các em thảo luận cho cô. Hay nói cách khác là chúng ta qua tất cả những cái câu thơ mà chúng ta phân tích thì chúng ta thấy vẻ đẹp tâm hồn của Nguyễn Trãi được thể hiện như thế nào. Đây, chúng ta hãy trả lời cho cô những cái câu hỏi sau. Giải quyết được những câu hỏi này thì các em đã hiểu bài, nắm được cái nội dung ý nghĩa. Nhất, tác giả cảm nhận thiên nhiên bằng nhiều giác quan và hết sức tinh tế. Điều đó giúp em hiểu gì về tình cảm với thiên nhiên của tác giả? Nó vừa phân tích cái bức tranh thiên nhiên, lại vừa qua đó thấy được tình cảm với thiên nhiên của tác giả được thể hiện như thế nào. Thứ hai, cảnh vật giàu sức sống cho thấy con người đang ở trạng thái tâm lý như thế nào. Thứ ba, hai câu thơ cuối cho thấy tấm lòng của Nguyễn Trãi đối với người dân như thế nào. Thì chúng ta sẽ tự trả lời ba câu hỏi này để thấy được cái vẻ đẹp tâm hồn của Nguyễn Trãi sau khi phân tích xong những cái câu thơ của bài thơ Cảnh ngày hè. Thì tóm lại, chúng ta sẽ thấy được vẻ đẹp tâm hồn của Nguyễn Trãi được thể hiện ở trong bài thơ này. Thứ nhất là tình yêu thiên nhiên. Thứ hai là yêu đời, yêu cuộc sống. Thứ ba là tấm lòng ưu ái với dân, với nước. Đó là những nét đẹp trong tâm hồn của Nguyễn Trãi mà chúng ta cảm nhận được sau khi phân tích những cái bài thơ đặc sắc của Cảnh ngày hè. Đó là vẻ đẹp tâm hồn của Nguyễn Trãi. Thì tóm lại là các em phân tích toàn bộ 8 câu thơ, và qua việc phân tích từng câu thơ
Các em rút ra được cho cô hát cái vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Trãi. Hãy ghi nhớ cho cô ba cái nét chính này nhá. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần tổng kết. Chúng ta sẽ tổng kết trên hai phương diện là nội dung tư tưởng và nghệ thuật của bài thơ. Thứ nhất là về nội dung tư tưởng. Bài thơ thể hiện vẻ đẹp bức tranh ngày hè. Và bức tranh ngày hè được gửi tả một cách sinh động. Qua bức tranh ngày hè sinh động đấy, chúng ta thấy được vẻ đẹp tâm hồn của Nguyễn Trãi. Đó là tình yêu thiên nhiên, yêu đời, yêu cuộc sống và tấm lòng ưu ái với dân, với nước. Thứ hai là về phương diện nghệ thuật. Các em nắm cho cô những cái đặc sắc nghệ thuật của bài thơ, đó là cái hệ thống từ ngữ, ngôn từ giản dị, tinh tế, có sự xen lẫn từ Hán và các điển tích. Nghệ thuật sử dụng từ láy độc đáo. Việt hóa thể thơ đường luật. Thế thay vì sử dụng cái thể thơ đường luật là thân ngôn bát vú ấy, thì Nguyễn Trãi lại có sự sáng tạo, biến đổi một chút thành cái thể thơ thất ngôn xen lục ngôn. Đó là những cái đặc sắc về nội dung tư tưởng và nghệ thuật của bài Cảnh ngày hè. Bây giờ các em chuyển sang phần luyện tập. Phần luyện tập cô cho các em những cái câu trắc nghiệm và các em khoanh tròn vào đáp án mà em cho là đúng và đầy đủ nhất. Câu 1. Bài thơ Cảnh ngày hè nằm trong tập thơ nào? Quá dễ đúng không? A. Thơ chữ Hán. C. Cô xin lỗi, B. Quốc âm thi tập. C. Ước trai thi tập. D. Quốc ngữ thi tập. Em chọn đáp án đúng nhất. Câu 2. Dòng nào nêu không đúng vẻ đẹp tâm hồn nhà thơ qua bài thơ Cảnh ngày hè đấy? A. Tấm lòng thiết tha với cuộc đời. B. Tâm hồn yêu thiên nhiên cảnh vật. C. Tấm lòng trăn trở trước thế sự. D. Tấm lòng ưu ái với dân, với nước. Em chọn một đáp án không đúng. Câu 3. Dòng nào không phải là thành công nghệ thuật của bài thơ? A. Sử dụng từ ngữ giản dị, quen thuộc, giàu sức biểu cảm. B. Nhiều điển cố Hán học sâu sắc, hàm xúc dư ba. C. Hình ảnh trong sáng, hài hòa màu sắc, âm thanh cuộc sống. D. Câu thơ thất ngôn xen lục ngôn, từ láy độc đáo. Ta nói về nghệ thuật nha. Câu 4. Cách tác giả dùng các động từ đùn đùn, dương, phun trong bài thơ cho ta cảm nhận gì về cảnh mùa hè? A. Sự nóng nực của mùa hè. B. Sự tươi mát của thiên nhiên. C. Sự sống mạnh mẽ của thiên nhiên. D. Sự nứt nẻ vì nóng của cây cối. Những cái động từ mạnh này diễn tả điều gì cho ta cảm nhận thấy điều gì? Câu 5. Nghĩa của câu thơ rẽ có ngũ cầm đàn một tiếng là gì? Đáp án A. Muốn đánh một tiếng đàn ở cây đàn của vua Ngu. B. Nếu có cây đàn của vua Ngu sẽ đàn khúc nhạc cho dân no ấm. C. Thật là khó để có được cây đàn của vua Ngu. D. Dễ gì có được âm thanh tiếng đàn như cây đàn của vua Ngu. Đáp án nào mới là đúng với nghĩa của câu dễ có Ngu cầm đàn một tiếng?
Và bây giờ là một cái bài tập vận dụng. Em ghi lại câu hỏi của cái bài tập này. Đó là cảm nhận của em về vẻ đẹp thiên nhiên và tâm hồn Nguyễn Trãi qua bài thơ. Bài tập này thì các em ghi lại đề rồi để đấy khi nào cô yêu cầu thì các em mới phải làm. Còn tiết học hôm nay thì sau tiết học hôm nay thì các em chú ý ghi bài thật cẩn thận. Vì đây là một tác phẩm rất quan trọng trong chương trình và sau này chúng ta cũng sẽ ôn tập để thực hiện các cái kỳ thi. Sau khi ghi bài cẩn thận thì chú ý làm trả lời cho cô 5 cái câu hỏi trong cái phần luyện tập đấy. 5 câu hỏi trắc nghiệm đơn giản đấy nhá. Còn bài tập này thì cô sẽ yêu cầu các em thực hiện vào một cái buổi học buổi chiều á. Khi nào cô yêu cầu thì mới phải làm nhá. Bây giờ tập trung ghi chép cẩn thận rồi trả lời 5 câu hỏi trắc nghiệm. Các em cũng đừng quên chuẩn bị bài mới. Đó là bài Nhàn của tác giả Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bài Nhàn cô Hà sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các em nãy giờ đã chú ý lắng nghe. Cô chào và hẹn gặp lại các em ở tiết sau. Nhiều năm rồi ta không còn ngủ yên, đau xót tim gan từng cơn đòi đoạn, mơ làm Nguyễn Trãi viết cao bình ngô, dựng cờ Lam Sơn dấy binh khởi nghĩa. Sao ấm nhà ấm lòng cho trong ngoài bình yên, sao trong bước ta đi sạch quân thù nghịch, ta về hôm nay dân chúng mừng reo, ruộng vườn nông thôn hết tiếng oan than. Nhiều năm rồi
ta đứng ngồi nhiều phen, soi trong đáy tim đen niềm căm hờn giận, khai đường mở lối đường đến đường đi, đời vọng quanh ta tiếng ai thổn thức, nghe trái tim máu hồng sôi như chực nổ tung, ai chôn sống dân đen mẫu thân cuồng loạn, thôi rừng Nam Sơn là chúc còn ghi thần triều phương Đông không sức xóa đi.